Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Mix It Up. Các bạn có khỏe không? Một tuần đã trôi qua và hôm nay Hào rất là hào hứng để làm thêm cái video này để có thể chia sẻ những kiến thức của mình đến cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật pha chế bartending nè, hospitality. Và hôm nay Hào sẽ lấn sân một chút để nói một chút về những hiểu biết của mình về rượu vang. Thì tuần vừa rồi khi mà đang lướt Facebook thì Hào thấy một người bạn của mình đang thưởng thức rượu vang trắng trong một cái ly có nước đá và cũng như là có cái ống hút. Thì bạn Hào lại nói đó là cách mà anh ấy thích thưởng thức như vậy. Thế là bừng tỉnh ra trong đầu Hào sẽ làm cái video gì cho tuần này. Thực sự video này khi mà bạn của Hào xem thì đừng nghĩ là Hào đang chế giễu hay là chọc cười bạn. Đó hoàn toàn không phải, nhưng mà đây chỉ là những gì Hào muốn chia sẻ với tất cả các bạn, cho bạn của Hào cũng như cho tất cả các bạn bè trên Facebook. Cho những ai mà yêu thích về rượu vang thì ở tập này Hào sẽ muốn nói về cách thưởng thức rượu vang như một người sành điệu. Vậy thì rượu vang là gì? Rượu vang là có thể hiểu hơn nôm na, nước ép nho lên men sẽ là rượu vang. Có thể nói rượu vang được ví von như là một cái tinh túy của trời đất này, bởi vì nếu các bạn mà hiểu và đi sâu, nếu các bạn thể biết về rượu vang thì đó là một cả một cái công trình để mà từ khi mà trồng cây nho của rượu vang cho đến khi làm rượu vang, và nhà sản xuất đã bỏ hết tâm huyết đầu tư cũng như là sẽ được dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa để mà cho ra một chai rượu ngon cũng như là đem vào thị trường mà chúng ta uống ngày nay, có thể thưởng thức và có thể nhâm nhi. Nhưng mà hôm nay họ sẽ không nói về tại sao thiên thời địa lợi nhân hòa này nọ, mà sẽ chỉ đi vào đơn giản và chuyên sâu là cách thưởng thức rượu cũng như là cách giữ nhiệt độ của rượu, làm sao cho rượu của chúng ta có thể đem ra được cái tính chất ngon nhất của nó mà nhà sản xuất muốn đem đến cho người tiêu dùng. Ở đây thì Hào sẽ đem đến cho tất cả các bạn ba loại rượu cơ bản nhất mà được hiện hành trên thị trường cũng như là được nhiều người uống nhất. Ngoài ra ba loại rượu đó thì Hào sẽ nói thêm với tất cả các bạn có những loại rượu khác nào. Thì ba loại rượu đó sẽ là rượu đỏ là red wine, rượu vang trắng là white wine, và rosé sẽ là rượu vang hồng. Ngoài ra sparkling wine thì có thể hiểu nôm na là rượu vang có ga. Đó là những loại phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, nhưng mà hôm nay Hào sẽ chỉ nói ba loại thôi: vang đỏ, vang trắng và vang hồng. Để đem ra được cái tính chất cũng như là cái mùi vị tốt nhất của rượu vang thì mỗi một loại rượu vang sẽ được để ở một nhiệt độ khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng loại rượu vang ở nhiệt độ khác nhau như thế nào nhé. Trước tiên chúng ta sẽ nói về rượu vang đỏ. Thì vang đỏ sẽ được cất ở trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 65 độ F, có nghĩa là khoảng 18 độ C, hoặc là giữ ở room temp, có nghĩa là giữ ở nhiệt độ phòng. Đó dành cho rượu vang đỏ. Các bạn nên lưu ý rằng rượu vang đỏ sẽ không hoàn toàn không uống lạnh, hoặc là uống với đá, hoặc là uống nóng, là các bạn sẽ không thưởng thức được cái mùi của rượu vang đỏ muốn đem tới cho chúng ta. Vậy thì hỏi rằng rượu vang đỏ có thể đưa để vào tủ lạnh được không? Hoàn toàn là không, bởi vì tủ lạnh của chúng ta nhiệt độ rất là lạnh, và nó sẽ làm khi mà bạn uống rượu vang đỏ ở nhiệt độ lạnh á, bạn sẽ không có thể mà cảm giác được cái mùi cũng như là cái vị của rượu vang đỏ, mà chỉ là một mùi chua hoặc là một vị chát. Ở 65 độ F hoặc là 18 độ thì nếu như mà theo người Việt Nam mình thì đó sẽ là mát, và rượu vang đỏ khi mà để dự trữ ở trong những cái nhà hàng hoặc là những cái hầm rượu thì nhiệt độ đó là nhiệt độ chuẩn xác để giữ rượu vang đỏ. Nếu mà các bạn mua rượu vang đỏ đem về nhà đó thì các bạn chỉ cần để vào một cái nơi mà mát, không có ánh sáng mặt trời là đã được rồi, và tuyệt đối không để vào tủ lạnh nhé. Có một trường hợp đặc biệt mà các bạn sẽ, nếu mà các bạn có bao giờ mà đi uống cái loại rượu vang đỏ này á,
nó gọi sẽ được giữ lạnh và chỉ được uống lạnh thôi, nó gọi là Lambrusco. Lambrusco là một loại rượu vang đỏ xuất phát từ nước Ý, và loại rượu này là một loại sparkling, hoặc có thể hiểu là rượu có ga. Thì loại này là gọi là Lambrusco. Lambrusco thì là cái loại rượu vang đỏ có ga và chỉ được uống lạnh. Còn một số loại nho để sản xuất ra rượu vang đỏ trên thế giới thì có một số loại sẽ được uống chilled, có nghĩa là mát hơn là nhiệt độ phòng, hoặc là mát hơn 65 độ. Đó là những loại thật là đặc biệt mà người ta sẽ làm sản xuất ra cái loại nho đó cho cái loại rượu đó, và phải được uống như vậy thì nó mới ngon. Thì Hào sẽ không nói ở đây, nhưng mà chỉ muốn cho các bạn biết thêm một chút về những loại rượu vang đỏ. Nhưng mà thường thì hầu như tất cả rượu vang đỏ sẽ uống nhiệt độ phòng, hoặc là 65 độ F, 18 độ C Việt Nam. Rượu vang trắng hoặc là rosé là rượu vang hồng. Đây là hai loại sẽ lúc nào cũng được uống lạnh ở nhiệt độ 45 độ F hoặc là 7 độ C, khi mà các bạn giữ ở trong tủ rượu, hoặc là giữ ở trong các bạn có thể giữ những loại rượu này ở trong tủ lạnh. Riêng Hào thì Hào thích uống rượu rosé và rượu vang trắng của mình thì phải thiệt lạnh, thiệt là lạnh thì nó mới ngon. Không biết tại sao, nhưng mà đó là cách mà Hào thích uống rượu. Có nhiều người order rượu và order thêm một cái ly đá kế bên. Thường á, khi mà bên này á, họ đi làm á, thì thường những cái người mà order những cái đó đó là những bà già hoặc những ông già. Bởi vì họ lớn tuổi, cái rượu, họ muốn uống rượu nhưng mà họ có không muốn cái nước đá nó sẽ làm hòa tan cái rượu một chút xíu để cho dễ uống hơn. Thì họ sẽ không có bị xỉn, tại vì độ tuổi của họ cũng đã lớn rồi, nên đó là cách mà uống rượu với nước đá. Nhưng mà các bạn nên nhớ là chúng ta không nên uống rượu, tất cả các loại rượu vang với nước đá, bởi vì cái nước đá nó sẽ làm hòa tan đi mất cái vị của cái rượu vang, cũng như là cái tinh túy mà cái loại nho, cũng như là cái loại rượu, và cũng như là cái người, cái nhà sản xuất đó muốn đem đến cho người tiêu dùng. Để uống rượu vang thì chúng ta sẽ phải cần có ly uống rượu vang. Vì sao? Tại vì ly uống rượu vang sẽ được sản xuất dành riêng cho rượu vang, bởi vì như Hào nói đó, rượu vang là một trong những gì đó thật là tinh túy và thuần khiết và phải được trân trọng, nên những nhà sản xuất sẽ tạo ra những loại ly khác nhau để chứa đựng những loại rượu khác nhau. Ở nhà thì Hào có hai loại ly uống rượu cơ bản, đó chính là loại ly cho rượu vang trắng hoặc là vang hồng, cũng như là loại ly cho rượu vang đỏ. Đây là hai loại khác nhau, các bạn có thấy sự khác biệt không? Loại này sẽ cho vang trắng và vang hồng, loại này sẽ cho vang đỏ. Sự khác biệt của hai loại ly này sẽ giúp cho rượu của các bạn sẽ có cái mùi khẩu vị ngon hơn. Bởi vì rượu vang là một loại rượu mà cần rất là nhiều không khí khi mà bạn đổ từ chai vào ly. Khi mà bạn đổ từ chai vào ly thì bạn sẽ cần quậy cái ly để cho cái rượu nó lấy được không khí, và là cái rượu nó sẽ có cái mùi khác với cái mùi khi mà bạn mới đổ vào chai. Nhưng mà ở đây sẽ không bắt buộc là loại ly này thì phải chỉ được uống vang trắng và vang hồng, hoặc là ly này chỉ được uống vang đỏ. Đó là điều không bắt buộc, đây là ly uống rượu thì uống loại nào cũng được. Nhưng mà vì trên thế giới có rất là nhiều loại nho, cũng như là rất là nhiều loại rượu, thì những nhà sản xuất người ta muốn tạo ra những loại ly khác nhau để cho khi mà loại rượu đổ vào ly thì lấy được cái không khí, nó sẽ tạo nên những cái mùi với khẩu vị khác nhau. Đó là cái lý do mà tại sao nếu mà bạn, những người mà sommelier hoặc những người chuyên sâu về rượu á, khi mà bạn order một những loại chai rượu khác nhau, họ sẽ đem ra những loại ly uống rượu khác nhau. Đó chỉ là chút kiến thức mà Hào chỉ muốn chia sẻ với các bạn để cho các bạn thể hiểu thêm. Nhưng mà ở nhà mình có loại ly rượu uống rượu nào thì mình sẽ uống với cái ly đó. Còn một loại ly uống rượu nữa mà các bạn sẽ có dễ thấy khi mà các bạn đi vào những cái nhà hàng, cũng như những cái quán pub, những quán bar mà nó nhỏ thôi, nó không phải là một cái nhà hàng lớn, thì họ sẽ sử dụng cái loại ly này. Đây là cũng là một loại ly uống rượu nhưng mà rất là casual, có nghĩa là rất là bình dân. Có thể dùng cho rượu trắng, cũng có thể dùng cho rượu đỏ, không bắt buộc. Nhưng mà họ chỉ muốn giới thiệu với các bạn đây là một loại ly uống rượu nữa thôi. Nên khi mà các bạn đi mà những cái nhà hàng mà thấy người ta serve trên cái ly này thì cũng đừng có cảm thấy như là weird quá, bởi vì ly nào cũng uống được mà. Hy vọng rằng video này đã đem lại cho tất cả các bạn một chút nào đó kiến thức về làm sao để có thể thưởng thức rượu đúng cách,
cũng như là loại rượu nào sẽ vào với nhiệt độ nào, cũng như là ly uống rượu nào sẽ phù hợp với loại rượu nào. Hy vọng đó là những gì mà Hào đã muốn chia sẻ với các bạn thật là hữu ích, cũng như các bạn có thể hiểu thêm một chút về rượu vang. Các bạn đang yêu thích rượu vang, đang muốn tìm hiểu thêm, đây sẽ là một video thật là thú vị. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này và video này, đừng quên để lại thumb up cho Hào, nút like, cũng như chia sẻ, comment, đặt ra những câu hỏi mà các bạn muốn đặt ra cho Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Mix It Up.